Chào đón các nhà, mình tiếp tục quay trở lại với đồ cổ Cần Thơ. Đến với clip ngày hôm nay thì bên đồ cổ Cần Thơ em có sưu tầm được vài cái cây bật lửa đẹp độc lạ để giới thiệu cùng các nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh các nhà mình nha. Và mã số 1 đầu tiên giới thiệu các nhà mình một cái cây bật lửa rất là độc lạ. Đây cả nhà cùng xem cơ chế hoạt động nó ha. Đó, nghiêng được 4 lỗ nha. Đó, mình nghiêng qua đây. Đó, trái nha. Mình nghiêng lỗ này nó sẽ, lửa nó cũng sẽ bay lên luôn nha. Đó, nó có 4 lỗ. Khi mà mình nghiêng lửa nó sẽ bay, nó sẽ bắn lên để mình mồi thuốc ha. Đó, đây các anh em xem, đây là một con bật lửa của Đức năm 1930. Đây các anh em cùng xem ha, đây là toàn bộ đều bằng đồng thô luôn nha, nguyên một cục đồng rất là to. Đây các anh em cùng xem ha, xung quanh ha toàn là một cục đồng rất là to. Đây đồng thô nguyên một cục đồng nha, ở dưới này có một con ốc rất là to để mình mở ra. Đây bỏ xăng vào ha, đây là con mã số 1 đầu tiên mà bên em giới thiệu cùng với nhà mình nha. Bỏ xăng vào đây, mình dặn nút lại ha. Đây là mã số 1 nha. Đây là một con bật lửa đầu tiên. Đây là một con bật lửa của Đức. Chất liệu vân đồng, cơ chế hoạt động rất là độc lạ đó. Kéo lên, bật sau đó ha, đẩy xuống, đó bật lên. Em thử miếng xăng quẹt lại cho các nhà mình xem ha. Tại này là em chưa có châm xăng nha. Tại trong lúc vận chuyển nên là em thử tiêm xăng lên, về mình bỏ xăng lên ở dưới đáy này ha. Rất là nhạy lửa. Đây các nhà mình xem, đó nghiêng vậy. Không gì đốt thuốc xong không thích thì mình nghiêng lại như vậy ha. Đó. Đó, nghiêng 4 chiều ha. Đóng lại. Một con đầu tiên này có giá giao lưu cả nhà mình một con đồng thô ha, nguyên một cục đồng luôn, có giá giao lưu cả nhà mình 1.200.000 cho mã số 1 của ngày hôm nay, một con bật lửa của Đức. Rồi tiếp theo một con bật lửa số 2. Mã số 2 ngày hôm nay là một con bật lửa tàu chiến của Nhật. Đây được xem là một những hàng thủ công cực kỳ, làm cực kỳ tinh xảo của Nhật nha. Đây cả nhà mình xem ha, nguyên một cục đồng ha, hàng thủ công từng những chi tiết nhỏ này luôn nha. Cả nhà mình xem đây. Đây các bánh răng ở dưới ha, cũng đều là hàng thủ công hết. Đây, từng cái miếng này gời luôn ha. Tất cả đều là hàng thủ công hết, giống như một cái con tàu ngầm nha. Nhưng mà đặc biệt cái con này á, toàn bộ đều bằng đồng hao hết. Các nhà cùng xem đây. Đây, để xem cơ chế hoạt động ha. Những cái con ốc này mình có thể dặn gời ra được hết, các nhà cùng xem ha. Toàn là đồng hao hết nha, như một cái con tàu ngầm. Đó, chỗ này phía sau là nguyên một cái bánh xe để mình mở ra ha. Xe này mở ra để bỏ xăng vào nha. Đó, nguyên một cục đồng trong đây, xăng trong đây hay gòn trong đây ha, bỏ xăng vào. Đó, dặn cái bánh tàu lại. Ở lần trước này mình mở bánh tàu ra, mình quẹt. Đó, đây trong đây có tim ha, em thử miếng tim xăng quẹt cho cả nhà mình xem thử nha. Đó, một con nguyên chất liệu đồng thô, một con cực kỳ độc lạ của Nhật ha. Đó, nguyên một cái cục đồng luôn, xong rồi đóng lại, dặn lại. Nguyên một cái hàng thủ công nha, cái này là hàng thủ công hết, làm từ mảnh rời ghép lại cực kỳ công phu, nguyên một khối đồng luôn. Đây là một con gọi là bật lửa tàu ngầm, bật lửa tàu ngầm, con này của Nhật nha, con này sản xuất của Nhật, con này rất là to. Đó, đây từng con ốc gờm về, cái này là điều tháo gờ ra được từng mảnh gờ luôn nha các nhà ha. Đó, con này là cũng là hàng dặn tay vô đó, mình dặn tay vô ha. Con này có giá giao luôn cái nhà mình một cái con tàu ngầm như thế này, độc lạ rất là to, 1.600.000 cho mình có nhu cầu sưu tầm ha. Đây là mã số 2. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một con, mã số 3 cũng là một con rất là độc lạ. Con này là của Mỹ năm 1936. Con này là cũng là đồng thô luôn, hàng thủ công. Đặc biệt ở chỗ này mình có, nó có bốn lỗ để mình để đá ha, để đá dự phòng nha. Đây các anh em xem ha, dặn ra. Đó, từng lỗ ha, từng lỗ bỏ vào, bỏ đá dự phòng vào. Đó, được 4 lỗ để mình bỏ 4 cục đá dự phòng vô. Con này đặc biệt là con tự động của Mỹ năm 1936. Phía bên này là mình bỏ ra, bỏ xăng ha. Con này để em thử, mình chỉ cần đậy bật lên là cháy nha. Thử xăng vô cái này mình xem thử ha. Cái này là em chưa có bỏ xăng vào, tại vì trong lúc vận chuyển bây giờ ta không cho bỏ xăng nha. Nên là cái này mình mua thì mình về mình bỏ xăng vào ha. Em đây em chỉ thử tiêm xăng thôi. Đây, bật lên ha, thử xăng lại cho cái này mình xem. Con này là con tự động nha, con này còn tự động ha, bật lên là cháy. Đó, đóng lại tắt, bật lên là cháy. Đó, một con của Mỹ, bật lên là cháy ha, đóng lại là tắt. Đây, một con của Mỹ ha, con này đồng thô hết, toàn bộ đều đồng thô và cũng là hàng thủ công hết. Thì các nhà cùng xem nha, con này có giá giao luôn cái nhà mình là 1.000.000 đồng, 1.000.000 đồng cho con ở mã số 3 của ngày hôm nay. Và con ở mã số 4 thì hôm nay em cũng còn được một cái con đồng xu của nữ hoàng Elizabeth năm 1966 để gửi đến cả nhà mình ha. Hôm trước con là giao lưu với anh kia, hôm nay còn con giới thiệu cùng cả nhà mình luôn nha. Con này bật lửa đồng xu năm 1966, toàn bộ đều bằng đồng hao hết. Đó, đây là hàng thủ công nha, nữ hoàng Elizabeth của anh ha.
đây cả nhà cùng xem đây. Sau đây nữ hoàng Elizabeth ha, à, mặt nữ hoàng bên đây, thiền bồm thuận bồm xuôi gió, một chiếc bật lửa đồng xu rất là đẹp, mở ra mình quẹt ha, rất là nhạy lửa. Đây cả nhà cùng xem đây, đóng lại là tắt, mở ra đó, quẹt rất là nhạy lửa, toàn bộ đều bằng đồng thau hết. Đây cả nhà cùng xem ha, hình ảnh là những chiếc thiền bồm thuận bồm xuôi gió bằng đồng nha. Bên đây là hình ảnh nữ hoàng Elizabeth của anh. Bên đây đồng xu là nó có để 1966, con này có giá giao lưu cả nhà mình còn con ha, giao lưu với cả nhà mình là 600.000 cho con ở mã số 4 của ngày hôm nay. Tiếp theo con mã số 5 là hôm nay em còn được một con của Hy Lạp, con này là chất liệu cũng bằng đồng thô luôn đó, cả nhà cùng xem ha. Đây là một con bật lửa của Hy Lạp nha, cũng rất là độc lạ luôn. Đây cũng là hàng thủ công ha, đây là biểu tượng của Hy Lạp này, Vương quốc Hy Lạp ha. Đó, đây mình mở ra trên đây đó, trên đây là nó có cái tim ha, em thử tim xăng thôi nha. Về mình bỏ xăng vào, mình mở con ốc bên đây ra, mình bỏ xăng vào ha. Rất là nhạy lửa, bật lửa đồng xu của Hy Lạp cổ đại, hàng thủ công từng những mảnh gờ ghép lại cho cả nhà mình xem. Và con này cũng có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.200.000 cho một con bật lửa cổ của Hy Lạp, chất liệu bằng đồng thô. Đây cả nhà mình xem, đây rất là đẹp ha. Đây là con ở mã số số 5 trong video ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Tiếp theo mã số 6 thì bên em còn được một con bật lửa của Pháp năm 1936. Con này cơ chế rất là độc lạ, bắn lửa nha. Đây em thử tiêm xăng miếng cho mình xem ha. Về mình mở ra bỏ xăng nha, tại những con này em chưa có bỏ xăng, bóp là bắn lửa nha. Đó, nhà em thấy ha, bóp là sẽ bắn lửa ra nha. Đó, chất liệu bằng đồng thô luôn. Con này đặc biệt cái là cái lửa nó bắn ra là dùng để, ngày xưa ta dùng để đốt tẩu nha cả nhà ha. Đây cả nhà mình xem nha, toàn bộ đều là những mảnh gờ ghép lại trong đây, nguyên một cục gòn to nằm trong đây. Đó, ngoài đồng thau người ta gò lại bằng chì ở đây nè cả nhà mình thấy ha. Ngày xưa là hàng thủ công, từng mảnh gờ nó ghép lại người ta gò chì vòng xung quanh. Rất là kính nha. Đó. Cơ chế rất là độc lạ, đặc biệt nó chỗ là nó bắn lửa ha. Bắn lửa là tại để đốt tẩu á. Một số người tẩu thì không thể nào đốt đứng được, người ta sẽ dùng phải dùng bắn lửa gì mới đốt tẩu được. Con này ở mã số 6 có giá giao lưu với cả nhà mình. Con này là có giá giao lưu với cả nhà mình 1.200.000 cho một con bật lửa của Pháp 1936, chất liệu bằng đồng nha, bắn lửa. Rồi, đây là con mã số 6. Tiếp theo con mã số 7. Hôm nay là em mới về được một con bật lửa vỏ sò, còn được một con bật lửa vỏ sò của Mỹ, màu vàng. Tất cả đều bằng đồng thô, con này được mạ vàng rất là đẹp. Để các anh em xem ha. Hé vỏ sò ra nha. Nó sẽ cháy, đóng lại tắt. Đó, một con này chất liệu bằng đồng thau luôn nha. Một thương hiệu rất là độc lạ ha. Mở ra là trái ha. Đây cả nhà cũng thấy ha, ở đây nó có đóng chữ USA nha, của Mỹ ha, toàn bộ đều bằng đồng hết. Đó, con hôm nay em có được 4 con, 4 màu. Đây là con ở mã số 7 trong video hôm nay. Con sò màu vàng, đồng mạ vàng. Rồi tiếp theo con sò mã số 8. Đó là một con sò đỏ, toàn bộ đều bằng đồng thau luôn. Nhưng mà ở ngoài chỗ màu đỏ này người ta mạ ha. Người ta mạ màu đỏ lên, nhưng mà toàn bộ máy đều bằng đồng hết. Đây là một con sò màu đỏ, hé ra là trái. Đây này em chưa có bỏ xăng vào ha, thử bỏ xăng, hé ra là trái, đóng lại là tắt nha. Đây là một con sò ở mã số 8 trong video hôm nay, là một con sò đỏ, chất liệu bằng đồng, một con sò của Mỹ, bật lửa vỏ sò đẹp độc lạ của Mỹ ha. Con này có giá giao lưu cả nhà mình 1.000.000 nha. Tất cả những con sò đều có giá giao lưu cả nhà mình, con sò Mỹ như thế này là 1.000.000. Đây là con ở mã số 8. Tiếp theo con mã số 9 là một con sò cũng màu đen. Đây cả nhà cùng xem ha. Đó, toàn bộ cũng bằng đồng luôn nha. Hé con sò ra, có cái nút cái khớp đây. Hé con sò ra là nó sẽ cháy. Em thử xăng luôn ha. Xăng về mình ở bên đây. Đây bên đây là nó có một con ốc to là mình bỏ xăng, một con ốc nhỏ dưới chỗ này để mình bỏ đá nha. Về mình bỏ xăng và mở ra, trong này dưới này là gòn ha. Đó, rất là đẹp. Hé ra là chạy, đó đóng lại tắt. Đó, và một con sò đen như thế này cũng có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.000.000. 1.000.000 cho con mã số 9. Rồi tiếp theo con mã số 10 của ngày hôm nay là một con sò có một cái màu xanh rất là đặc biệt, màu xanh rất là đẹp, giống như là một màu xanh ngọc nước biển. Đó. Em thử tiêm xăng luôn cho nhà mình xem luôn ha.
những con này về mình chăm xong vào. Con này mã số 10 của video ngày hôm nay cũng có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.000.000 đồng ha, rất là nhạy lửa nha. Đó. Đây cả nhà mình xem ha, có đóng USA nha. Đó, thương hiệu của Mỹ ha. Đó, con sò có giá giao lưu với cả nhà mình cũng là 1.000.000 đồng luôn. Đây là con mã số 10. Tiếp theo con mã số 11. 11 của ngày hôm nay, đây là một con bật lửa của Nhật nhưng mà đồng hồ Thụy Sĩ. Đó, một con rất là đẹp, đồng hồ hoạt động rất là tốt ha. Mình lên code này. Đồng hồ lên code là đồng hồ là nó sẽ chạy nha. Đó, cả nhà mình cùng xem ha. Đây là một con bật lửa của Nhật, đồng hồ thì đồng hồ của Thụy Sĩ. Đó, bật lửa kim đồng hồ toàn bộ bộ máy bằng đồng. Đây, ở đáy dưới này có một con ốc bỏ xăng, một con bỏ đá. Con cái này chỗ này là mình tháo đồng hồ ra. Và có chỗ lên code đồng hồ ha. Lên code là đồng hồ hoạt động rất là tốt nha. Bật lửa thì bật lửa của Nhật, đồng hồ của Thụy Sĩ, bao cái nhà mình chuẩn Thụy Sĩ, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ha. Con này cũng rất là nhạy lửa nha. Lên thử xăng cho nhà mình xem thử ha. Đây. Đó. Rồi con này có giá giao lưu với cả nhà mình, con này có giá giao lưu với cả nhà mình 1.600.000 cho một con bật lửa kim đồng hồ ha. Nhưng mà đặc biệt đồng hồ Thụy Sĩ rất là đẹp của ngày hôm nay. Đây là mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 của ngày hôm nay đó là một con Zippo. Đó. Một con Zippo. Con này Zippo La Mã, 12 La Mã, vỏ gục trùng. Đó, âm thanh rất là hay. Zippo cổ La Mã, con này 12 La Mã. Đó cả nhà cũng âm thanh rất là hay nha. Vỏ gục đều trùng nhau hết nha. Bao cả nhà mình chuẩn bị. Con này có giá giao lưu với cả nhà mình một con như thế này. Đó, con này là có giá giao lưu với cả nhà mình là 950.000. 950.000 cho một con Zippo ha. Chuẩn Mỹ luôn nha. Đây là con mã số 12. Tiếp theo con mã số 13 cũng là một con Zippo cổ luôn. Con cũng là một con Zippo cổ La Mã, con này là 9 La Mã. Đó, chất liệu cũng những con này đỏ đồng, âm thanh rất là hay nha. Đây cả nhà mình cùng xem ha, chất liệu bằng cái này là bằng đồng thô ha, chuẩn Mỹ luôn nha. Những con này là vỏ gục đều trùng hết, chính là bạn. Con này có giá giao lưu cả nhà mình 900.000. Đây gục trong này cả nhà mình cùng xem ha, chuẩn Mỹ ha, 900.000. Rồi tiếp theo con mã số 14 của ngày hôm nay cũng là một con Zippo luôn. Đó, đây là một con Zippo. Con này là 14 La Mã, Zippo cổ 14 La Mã. Đây cả nhà cùng xem ha. Đây. Âm thanh rất là phê nha. Đó, đây là một con Zippo cổ có hình hình giống như là hình tổng thống trên đây ha. Cả nhà cùng xem, rất là đẹp. Con này vỏ gục trùng luôn. Con này có giá giao lưu với cả nhà mình là 950.000, 950.000 cho mã số 14. Tiếp theo mã số 15. 15 là một con Zippo được sản xuất năm 95. Con này là 11 La Mã. Đây cái này xem hay, có chủ đề Zippo nha. Nó mạ chrome bóng ngoài ha. Đó, âm thanh cũng rất là hay. Rồi con này có giá giao lưu với cả nhà mình là 900.000, 900.000 cho con mã số 15 trong video hôm nay. Rồi tiếp theo con mã số 16 là một con cũng là một con Zippo luôn, có chủ đề cá ha. Rất là đẹp mạ bạc. Đó, trên này đặc biệt, trên này nó có in hình nổi trên này ha, hình hình những chú cá rất là đẹp nha. Con này là 11 La Mã, vỏ gục trùng luôn nha. Con này mạ bạc hơi phôi pha, tiếng mạ bạc nghe khác ha. Rất là hay, mở ra bon bon. Con này có giá giao lưu cái nhà mình 1.000.000 đồng cho con mã số 16 trong video hôm nay. Rồi tiếp theo con mã số 17. 17 là một con mạ bạc, chủ đề Zippo, biểu tượng là hình ảnh là nữ thần tự do. Đó, con này đáy lòi chữ xéo rất là đẹp, 5 La Mã. Con này có giá giao lưu cái nhà mình 1.000.000 đồng nha. Zippo cổ La Mã, âm thanh rất là hay. Đây cả nhà mình xem ha. Đó, đây là con mã số 17. Rồi tiếp theo mã số 18. 18 là một con Zippo bạc, Zippo bằng bạc khói luôn nha. Vỏ là bạc khói luôn nha cả nhà ha. Đây vỏ bằng bạc khói luôn. Âm thanh rất là hay nha. Con này vỏ bằng bạc luôn. Đây nó có đóng ở dưới luôn ha. 2000 lẻ con này là năm 2016.
Đó, đây cả nhà cùng xem đây, chiếc bô bạc, bạc vỏ bạc nguyên khối, con này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.800.000, vỏ bạc luôn ha, bạc nguyên khối. Đây là mã số 18, 19 của ngày hôm nay là một con để bàn của Nhật. Đây cả nhà cùng xem đây, một con bật lửa để bàn của Nhật ha. Con này thì dòng này là dòng để bàn nha, đó, của Nhật. Bao gồm hôm nay có hai con, đây là một con ha, có giá giao lưu với cả nhà mình. Một con này hôm nay là có giá giao lưu với cả nhà mình, con để bàn nha, con này dòng để bàn, về bỏ xăng vô là trái thôi ha. Con này có giá giao lưu với cả nhà mình là 600.000 cho một con để bàn của ngày hôm nay. Hôm nay thanh lý cả nhà mình con này ha, 600.000, con bật lửa để bàn của Nhật. Đây con mã số 19, và cuối cùng cũng là một con để bàn của Nhật luôn nha, rất là độc lạ, cơ chế tự động, mình đè nút này xuống là nó cháy nè. Ngày xưa lần này là dòng để bàn nha, chứ không bỏ túi được ha. Con này cũng có giá thanh lý cả nhà mình là 600.000 luôn đó. Mình chỉ về bỏ xăng vào sử dụng thôi, dòng này để bàn khách ha, lại mời thuốc. Rồi đây cũng là mã số cuối cùng mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình. Xin cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ đồ cổ Cần Thơ trong thời gian qua. Thì xem được đừng tiếc cho em xin một like, đừng đăng ký kênh cả nhà mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo, những sản phẩm đẹp độc lạ bên đồ cổ Cần Thơ của em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.